Người Mỹ đưa ra ý tưởng táo bạo để nước Nga gia nhập EU, chấm dứt xung đột. Các bạn thân mến, Nga sẽ là một thành viên thuộc Liên minh châu Âu EU. Ý tưởng kinh điển này dường như chẳng ai dám nghĩ tới trong thời điểm nóng bỏng hiện tại, nhưng nó lại được đề ra bởi chính người Mỹ, một quốc gia không thuộc Liên minh châu Âu. Phải chăng phương Tây đã hết chiêu bài để chơi lại với người Nga nên họ mới đề xuất ra phương án khó khả thi như vậy? Thông tin cụ thể sẽ có trong phần nội dung chính của video ngay sau đây. Trang Newsweek của Mỹ vừa nêu ý kiến của giáo sư Barrett Tillman, phó giáo sư khoa luật và tội phạm học Đại học Maynard trong việc kết thúc cuộc chiến tại Ukraine, đó là mời Nga và Ukraine cùng gia nhập EU ngay lập tức. Nghe thì thật khó tin, nhưng không phải là không có cơ sở. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đang bước sang tháng thứ 10. Ban đầu, người ta dự đoán chiến sự chỉ kéo dài trên dưới 100 ngày. Tuy nhiên giờ đây, ít ai có thể lường trước được cuộc tấn công sẽ kéo dài bao lâu và nhiều thương vong sẽ xảy ra sau đó hay không. Mỹ đã cam kết viện trợ 40 tỷ đô cho Ukraine, trong khi Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn yêu cầu thêm. Nếu cứ rót viện trợ vô tội vạ mà không giành được một chiến thắng có thể gọi tên thì hẳn là người Mỹ không đành lòng. Trong khi đó, các nỗ lực để đưa Ukraine và Nga vào bàn đàm phán đã gặp nhiều khó khăn. Gần đây nhất là một lá thư từ hội nghị cấp tiến của Quốc hội Mỹ kêu gọi Tổng thống Biden thử ngoại giao với Nga đã bị rút lại một cách vội vàng và đổ lỗi cho một nhân viên. Theo giáo sư Barrett Tillman, cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine đều không còn đường lui khi cuộc chiến đã đến giai đoạn này. Do vậy, họ cần một nơi để đến, nơi đó chính là Liên minh châu Âu EU. Đồng thời, các biện pháp quá khích của EU và NATO khuyến khích Ukraine trở thành thành viên EU góp phần quan trọng trong việc tạo ra hiện trạng tồi tệ ngày nay. Nhưng sửa đổi những chính sách đó có thể là con đường tốt nhất có thể đạt được hòa bình. Giáo sư Barrett Tillman nêu một giải pháp táo bạo mà có lẽ không ai ngờ tới. Hãy để Liên minh châu Âu đề nghị với Nga và Ukraine một thỏa thuận, rút toàn bộ quân đội tới biên giới như trước khi Nga khởi động chiến dịch quân sự hồi tháng 2, và nếu điều này được thực hiện trong vòng 30 ngày, thì cả Nga và Ukraine sẽ cùng trở thành thành viên EU ngay lập tức. Giáo sư Barrett Tillman cho rằng đây là cách duy nhất để kết thúc chiến tranh. Tổng thống Putin sẽ dễ dàng rút lui hơn nếu ông có trong tay thứ mà người dân của ông đánh giá cao. Từ giới tài phiệt cho đến người lao động, công dân Nga chắc chắn sẽ coi trọng quyền công dân EU với quyền đi lại và quyền làm việc trên khắp Liên minh châu Âu. Thực sự, họ sẽ coi trọng những quyền pháp lý vô hình đó hơn nhiều so với việc họ coi trọng việc quân đội Nga đang nắm giữ lãnh thổ Ukraine và nguồn cung cấp dầu hướng dương của nước này. Hơn nữa, nếu từ chối lời đề nghị, thì chính quyền Tổng thống Putin sẽ ít nhận được sự ủng hộ hơn, bởi vì cử tri Nga sẽ thất vọng khi họ mất đi quyền công dân Liên minh châu Âu. Dù kết quả theo cách này cũng sẽ là một điều tốt cho việc gây áp lực với Điện Kremlin. Còn đối với Ukraine, tất nhiên giải pháp này thì không có nhược điểm. Nếu đề xuất thành công, chiến tranh kết thúc và Ukraine trở thành thành viên của EU, giáo sư Barrett Tillman tin rằng Ukraine sẽ là kẻ mất trí nếu từ chối lời đề nghị hấp dẫn như thế và họ có thể tiếp tục đấu tranh trên diễn đàn quốc tế để đòi lại bán đảo Crimea cũng như là các vùng lãnh thổ phía đông của họ. Còn nếu Tổng thống Putin từ chối lời đề nghị vào EU nhưng Ukraine chấp nhận gia nhập, thì Ukraine sẽ không mất mát gì mà lại được hưởng thêm nhiều thiện chí từ cộng đồng quốc tế. Nhược điểm của việc EU đưa ra đề nghị này là nó sẽ được cả hai bên tham chiến chấp nhận, và sau đó, nghị viện EU và các thể chế khác sẽ phải chấp nhận cả những người theo chủ nghĩa dân tộc Nga và Ukraine. Điều đó sẽ rất phức tạp, đặc biệt là vì nó chắc chắn đi kèm với an ninh thương mại, tài chính và tình báo. Nhưng giáo sư Barrett Tillman khẳng định, phương Tây phải có những biện pháp phòng thủ trước những hành động sai trái, có thể kiểm soát được hàng triệu người tị nạn chạy trốn khỏi một cuộc xung đột bi thảm, chứ chưa nói đến một cuộc chiến tranh nóng có nguy cơ leo thang thành cuộc chiến tranh hạt nhân. Thưa các bạn, chúng ta biết rằng Mỹ và NATO không bao giờ muốn chứng kiến Nga giành chiến thắng ở Ukraine bởi nó sẽ thể hiện sự yếu kém của NATO cũng như phương Tây nói chung, đồng thời gây ra sự phản đối nghiêm trọng trong nội bộ khối liên minh này. Thế rằng co trên thực địa đang ở trạng thái cực kỳ căng thẳng khi Nga không tự nguyện từ bỏ và sẽ làm tất cả để bảo vệ quyền kiểm soát đối với 4 khu vực vừa được sáp nhập. Còn Ukraine tuyên bố sẽ không ngừng chiến đấu để giành lại vùng lãnh thổ đã mất. Cứ như vậy, ý tưởng của giáo sư người Mỹ đưa ra không phải là không có cơ sở, bởi họ luôn lo ngay ngáy rằng
chiến lược bên miệng hố chiến tranh hạt nhân của Nga sẽ được tiếp tục sử dụng. Lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba vào tháng 10 năm 1962, các quan chức hàng đầu của Nga đã đưa ra những lời đe dọa hạt nhân rõ ràng, khiến cả thế giới phải rùng mình. Trong bài phát biểu ngày 30 tháng 9, Tổng thống Putin đã cảnh báo nước Nga có thể sử dụng mọi công cụ sẵn có, kể cả các loại vũ khí mới với mức độ hủy diệt khác nhau, để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Hàm ý, 4 tỉnh thuộc miền Đông và miền Nam Ukraine cũng nằm dưới chiếc ô hạt nhân của Moscow. Không những vậy, vị Tổng thống này còn đưa ra lời đe dọa được che đậy kín đáo khi nhắc lại quyết định thả vũ khí nguyên tử của Tổng thống Harry Truman cách đây 77 năm. Mỹ là quốc gia duy nhất trên thế giới đã hai lần sử dụng vũ khí hạt nhân, phá hủy thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, đồng thời tạo ra một tiền lệ. Tuyên bố trên làm dấy lên lo ngại về nguy cơ Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, kịch bản có thể khiến xung đột vượt ra ngoài tầm kiểm soát và trở thành một cuộc chiến hủy diệt. Truyền thông phương Tây vẫn luôn đưa ra những báo cáo là lực lượng Nga kiệt quệ, thiếu súng đạn. Thế nhưng bức tranh thực tế ở phía tây sông Dnieper lại hoàn toàn khác. Người Nga có thể thiết lập một lực lượng quân đội lớn với hàng chục nghìn quân được trang bị đầy đủ. Tuyến phòng thủ của Nga cũng được cho là đang tăng cường sức mạnh trên toàn mặt trận Kherson với việc triển khai các loại vũ khí bọc thép và xe tăng. Thị trưởng thành phố Mykolaiv của Ukraine là ông Oleksandr Shrekevich đã ra lệnh sơ tán dân thường trong thành phố khi các đợt oanh tạc nặng nề của Nga tiếp tục diễn ra. Rõ ràng là mọi thứ đang tiến tới một sự leo thang lớn hơn vào giữa tháng 11. Khả năng Nga đánh chiếm thành phố Mykolaiv sẽ mở ra con đường cho các lực lượng Nga tiến tới thành phố Odessa, cách đó 110 km về phía tây nam. Kiểm soát được hai thành phố Mykolaiv và Odessa có nghĩa là người Nga sẽ kiểm soát được đường bờ biển của Biển Đen Ukraine và ngăn các tàu chiến của NATO đóng tại Romania và Bulgaria. Bất chấp câu chuyện tô vẽ chiến thắng của truyền thông phương Tây, bức tranh lớn đang quay ngược lại trục trặc giữa Mỹ và châu Âu, nên có lẽ Bộ trưởng Quốc phòng các nước này chắc chắn sẽ cân nhắc về điều đó để nối lại đường dây liên lạc với Nga. Quay trở lại với ý kiến đưa Nga gia nhập EU hay là kể cả NATO, không phải Nga, Ukraine mới là quốc gia luôn khao khát nhất điều này. Trước khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, EU cũng từng vài lần nhận được yêu cầu gia nhập khối từ phía Ukraine, nhưng dường như Liên minh châu Âu chưa bao giờ xem xét việc trao cho Ukraine một tư cách cụ thể. Bởi khối này luôn xem việc mở rộng đến sát biên giới nước Nga là một việc mạo hiểm, không nên làm, vì việc này có thể mang lại hậu quả khó lường. Hơn nữa, nếu được EU trao cho quy chế ứng viên, Ukraine sẽ phải thực hiện nghiêm các yêu cầu của khối trong một quy trình kéo dài. Điều 49 trong Hiệp ước của EU quy định rằng, bất kỳ quốc gia châu Âu nào muốn gia nhập khối phải cam kết tôn trọng và thúc đẩy các giá trị cơ bản của EU được quy định tại Hiệp ước. Những giá trị này bao gồm tôn trọng tự do, dân chủ, bình đẳng, pháp quyền. Sau khi nhận được đơn đăng ký, các thành viên EU sẽ đánh giá sự phù hợp của quốc gia trên cơ sở các điều khoản này. Cuộc họp của Hội đồng châu Âu tại Copenhagen vào năm 1993 đã đề ra các tiêu chí cụ thể hơn, được gọi là Bộ Tiêu chí Copenhagen. Các tiêu chí này bao gồm điều kiện thiết yếu mà tất cả các quốc gia ứng cử viên đáp ứng. Trở thành thành viên của khối là một quá trình lâu dài và phức tạp, ngay cả sau khi quốc gia xin gia nhập khối được cấp cho quy chế ứng viên. Phần còn lại của quá trình này sẽ mất thêm nhiều năm để hoàn thành. Cuộc thương lượng nói riêng diễn ra trong một thời gian dài và khoảng thời gian này có thể khác nhau giữa các quốc gia. Croatia, thành viên gần nhất của EU, đã gia nhập Liên minh châu Âu vào năm 2013 sau hành trình 10 năm để hoàn tất quá trình này. Để tiến hành các cuộc đàm phán gia nhập, điều kiện cần và đủ là tất cả các quốc gia thành viên EU nhất trí chấp thuận thành viên tương lai. Để việc xin gia nhập khối của Ukraine được thúc đẩy, đòi hỏi họ phải làm sao thuyết phục được cả khối đồng ý rằng họ đã đáp ứng đủ bộ tiêu chí Copenhagen. Hiện đã có rất nhiều ý kiến lo ngại rằng Ukraine khó có thể đáp ứng được bộ tiêu chí Copenhagen. Theo chỉ số nhận thức tham nhũng CPI vào năm 2021 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, Ukraine được xếp thứ 122 trong danh sách 180 quốc gia. Trong khi Ukraine mong muốn quá trình kết nạp thành viên khối EU tiến triển nhanh chóng, các nhà lãnh đạo khối này đã cảnh báo rằng thời gian sẽ kéo dài. Trong một bài phát biểu tại Nghị viện châu Âu ngày 9 tháng 5, Tổng thống Pháp Macron cho biết, tất cả chúng ta đều biết rõ rằng
quá trình cho phép Ukraine tham gia sẽ mất vài năm, thực tế là có thể vài thập kỷ. Một vấn đề khá nghiêm trọng mà nhiều quốc gia EU đều quan tâm, đó là việc Ukraine đang động chạm vào lòng tự ái mạnh mẽ của Liên minh châu Âu trong vấn đề tranh chấp với nước Anh. Trong khi mong muốn gia nhập EU, Tổng thống Ukraine Zelensky lại chỉ trích các lãnh đạo EU không đủ cứng rắn trong chính sách đối với nước Nga và Tổng thống Putin. Ngược lại, ông Zelensky khen ngợi cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson là người nhanh lẹ trong việc ủng hộ Kiev chống Nga khi ông Johnson là lãnh đạo châu Âu đầu tiên đặt chân đến Kiev để thể hiện tình đoàn kết chống lại Nga. Vấn đề là London và Bruxelles đang có những tranh chấp khá gay gắt xung quanh các quy chế đối với Bắc Ireland và việc đàm phán giữa hai bên đang gặp khó khăn. Như vậy, một cuộc tranh cãi đã và đang diễn ra trong lòng EU xung quanh việc có kết nạp Ukraine hay không. Chính quyền Kiev hiện tại còn quá xa để có thể đáp ứng được các tiêu chí trong bộ tiêu chí Copenhagen, đó là chưa kể đến việc kết nạp Ukraine sẽ kéo theo những hệ lụy nằm ngoài khả năng dự báo của khối này. Liên minh châu Âu thì là vậy, còn khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương thì ra sao? Ngay sau khi Nga sáp nhập 4 tỉnh Ukraine vào ngày 30 tháng 9, Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã chính thức nộp đơn xin nhanh chóng trở thành thành viên của NATO. Giờ đây, giữa lúc chiến sự căng thẳng, Kiev có lẽ phải một lần nữa chấp nhận sự thật rằng NATO không muốn kết nạp họ vào khối. Trong cuộc họp báo ngày 30 tháng 9 tại Nhà Trắng, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ, ông Jake Sullivan cho biết, Mỹ cam kết thực hiện chính sách mở về gia nhập NATO, nhưng bây giờ chưa phải thời điểm phù hợp để xem xét đơn xin gia nhập của Ukraine. Cùng quan điểm, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng cam kết ủng hộ, không lay chuyển và kiên quyết đối với Ukraine, nhưng khẳng định không biến NATO trở thành một bên trong cuộc xung đột với Nga. Chẳng những viễn cảnh gia nhập liên minh quân sự lớn nhất thế giới của Ukraine xa vời, khi chiến tranh kéo dài, sự ủng hộ của phương Tây dành cho Kiev thậm chí nhiều khả năng sẽ ngày một giảm sút. Rủi ro tiềm tàng của một cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO với hậu quả thảm khốc sẽ đặt ra câu hỏi rằng, liệu Mỹ có thực sự cần hy sinh vì lợi ích của Ukraine vốn không phải là một đồng minh quân sự chính thức? Chưa kể khi mùa đông đang dần tới với giá lương thực tăng cao, năng lượng sưởi ấm hạn chế và nguy cơ suy thoái ngày một rõ ràng, sự chia rẽ đằng sau những tuyên bố đoàn kết về lập trường Ukraine của châu Âu sẽ bị khoét sâu, điều mà sau đó sẽ đẩy Kiev vào tình thế khó càng thêm khó trước họng súng của Nga. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.